Kính chào đồng bào Việt Nam rất là quý mến, và đương nhiên kính chào tất cả đồng bào nhân loại rất là thân thương quý mến của chúng ta khắp nơi trên quả địa cầu. Hôm nay là 8 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Giờ Sài Gòn bây giờ là khoảng chừng gần 8 giờ tối. Giờ Thái Bình Dương, California giờ này là 5 giờ 52 phút sáng ngày 8 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Chú Giống đại diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, đại diện Hội đồng Lãnh đạo Cứu Việt Nam và Nhân loại, đại diện Đại hội Long Hoa, kính chào toàn thể đồng bào nhân loại nói chung và nói riêng, đồng bào Việt Nam chúng ta khắp năm châu. Giờ đây chúng ta cùng nhau chào quốc kỳ Hán Quốc Ca, quốc kỳ quốc ca mới của nước Việt, cũng là quốc kỳ quốc ca đại diện cho cả thế giới, quốc kỳ quốc ca đại diện cho càn khôn, đại diện cho thiên đàng và đại diện sắp tới rồi thiên đàng tại thế. Chúng ta cùng nhau chào quốc kỳ Hán Quốc Ca do chính Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Việt vương đạo đứng lên cùng nhau đứng, đồng lòng thương tổ quốc của Cha Trời. Tay nắm tay ta xây dựng ngày mai, trong thương yêu cùng nhau ta chung sống. Thuần thái hòa trên khắp nẻo năm châu, càn khôn khắp nơi ca vương đạo. Cha ngày mai ta xây dựng tương lai này, Cha cho thành cho con. Kính thưa toàn thể đồng bào nhân loại rất là quý mến, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, Ngài ra lệnh chú Giống làm chương trình ngày hôm nay để nhắc nhở cho nhân loại lo mà ăn năn sám hối, lập công chuộc tội trước khi lập công bồi đức là phải lập công chuộc tội. Thế thì nhân loại chúng ta tự hỏi chính mình coi tội lỗi của mình nhiều đời nhiều kiếp trước tội lỗi gì, và kiếp này mình đã làm những tội gì, thì bây giờ phải lo ăn năn sám hối lập công chuộc tội. Thế thì công việc ăn năn sám hối lập công chuộc tội của chúng ta đến đâu rồi, đồng bào nhân loại? Công việc ăn năn sám hối lập công chuộc tội tới đâu rồi? Tới đâu rồi? Mình có tự hỏi chưa? Bây dạo này mình lập công chuộc tội tới đâu rồi? Rồi có bao giờ mình hỏi coi kiếp trước mình đã từng làm cái gì không? Và đương nhiên mình phải hỏi lại coi kiếp này mình đã phạm bao nhiêu tội rồi. Nhiều khi ngồi mình ôn lại mà thấy mình phạm nhiều tội quá, nội kiếp này không mình thấy là mắc quá mệt rồi. Nói tới kiếp này không, mình hỏi mình coi mình đã phạm bao nhiêu tội rồi. Thấy mệt. Thì thôi bây giờ nếu mà còn sống nhăn răng thì lo làm việc lập công chuộc tội đi. Rồi kè kè theo đó thì xin Cha Trời cho mình có dịp lập công bội đức, mỏng mỏng nhẹ nhẹ.
là cũng vui mừng rồi. Cái vấn đề ở đây là làm sao bằng mọi cách để mình đừng có bị nhốt trở lại quả ngục. Cái đó là cái quan trọng đó. Làm sao để không có bị nhốt trở lại quả ngục. Mày ớn lắm, không có giỡn đâu. Và để mà không bị nhốt trở lại quả ngục á, hay là tội nhẹ phải không, mà không biết thượng đế thì và không có thật sự ăn năn sám hối thì cũng bị nhốt chung với những thành phần mà tội nhẹ, tức là sau khi chết á, chứ không phải là tội nhẹ rồi sau khi chết rồi được giải thoát đâu. Tội nhẹ mà không có lập công chuộc tội thì sau khi chết cũng bị nhốt chung với những thành phần có những cái tội giống giống như vậy. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta có biết Thượng Đế là ai chưa? Để mình van xin, mình xin rõ, mình than van, mình khóc lóc, mình năn nỉ, rồi mình thú tội này kia rồi các cái vậy đúng không? Mình phải biết Thượng Đế là ai chứ đúng không? Chứ không phải là trớt quớt hết. Nói đến đây thì chú giống cần phải nhắc nhở lại tụi bay mấy cái đứa mà tu hành này kia rồi các cái. Tụi bay có thật sự đi tìm Thượng Đế không? Tụi em mấy đứa mà mặc áo nhà tu, tụi bay có thật sự đi tìm Thượng Đế không? Cái này là chú giống hỏi thiệt. Mấy đứa mà trụ trì ở các chùa chiền am tự nhà thờ rồi các cái, hay là tu tại gia rồi các cái, hay là tu trong rừng, trong hang, trong hốc, trong hang đá này kia, rồi tụi bay khổ hạnh tu hành rồi các cái, thấy không? Tụi bay có thật sự đi tìm Thượng Đế chưa? Và tụi bay có biết Thượng Đế là ai không? Thí dụ như thằng em Minh Tuệ gì đó, hổng ra nó đi bộ đi cảnh không đó, đi bộ này kia rồi cái, rồi nó ôm cái nồi cơm điện rồi các cái, nó làm cho mẹ dân chúng đi theo, không biết mấy người không biết nó đi theo đó, rồi đòi cúng quải dân đồ ăn này kia cái, rồi làm cái kẹt đường rồi các cái, rồi dân chúng hoang mang này kia tôn sùng nữa. Cậu em này tu hay lắm, tu đúng là chân tu. Chân tu mà không đi tìm Thượng Đế là đâu phải là chân tu. Đó là chân mẹ chân 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 quờ quạng, u mê. Đi tu là phải đi tìm Thượng Đế, đi tu là không được hành xác mình. Đi tu mà còn khỏe mạnh mà cứ đi sinh hoài là không được. Đó không phải tu. Tu là phải đi tìm Thượng Đế. Bây giờ hỏi mấy thằng mấy con đi tu á, tụi bay để làm cái gì? Tu là để đi tìm Thượng Đế và tu là để lập công chuộc tội. Mày không đi, tụi bay không đi tìm Thượng Đế, tụi bay không làm việc lập công chuộc tội, tụi bay cứ làm phiền bá tánh. Khỏe mạnh không đi làm nuôi thân để mà sống đàng hoàng, để mà học hỏi đi tìm kiếm Thượng Đế, cũng như là cùng lúc làm việc rồi xin Thượng Đế cho mình có cơ hội để mình làm việc lập công chuộc tội, lập công bội đức. Đi tu mới cứ lười biếng, cứ xin tiền ra hoài vậy đó, mới xin hoài, xin hoài, rồi hành hạ thể xác mình nữa, rồi nói là đi tu đó. Ồ, thằng Minh Tuệ thì nó đỡ hơn mấy cái thằng sư trụ trì ở các chùa chiền am tự. À, cái chuyện đó thì có. Nhưng mà nó cũng đang hướng dẫn bá tánh tầm bậy tầm bạ. Đi tu mà không đi tìm Thượng Đế. Tu cái gì? Thời điểm này sắp nhân loại sắp sửa kết thúc rồi, thế giới nhân loại sắp sửa kết thúc, tức là tận thế đó, mà không lo đi tìm Thượng Đế, mà cứ tối ngày nó đi tu, khổ hạnh cái gì? Còn khỏe mạnh là phải đi làm, đừng có lười biếng như mấy cái thằng trụ trì ở các chùa chiền am tự nhà thờ. Đi làm nuôi thân, học sấm định mới của Thượng Đế để mà lập công chuộc tội. À, rồi cùng lúc là nghĩ đến chuyện lập công bội đức. Nhưng mà mình còn khỏe mạnh, mình phải đi làm. Còn mình già, mình lớn tuổi, mình về hưu thì cái chuyện là chuyện là bình thường. Nhưng mà mình lớn tuổi, mình thấy tuổi về hưu rồi, nhưng mà mình còn khỏe mạnh thì mình cũng vẫn phải kiếm việc mình làm.
để mình có dịp mình lập công chuộc tội, lập công bội đức. Tu hành mà không đi tìm Thượng Đế, không biết Thượng Đế là ai, không có học sấm lĩnh mới của Thượng Đế từ thời gian đến thời gian, thì làm sao mà tụi bay nói chuyện tụi bay đi tu được. Tu là sám hối, tu quan trọng nhất là đi tìm Thượng Đế để biết Thượng Đế là ai. Đồng bào Việt Nam chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có hình ảnh của Thượng Đế rồi cầu nguyện hàng ngày chưa? Từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam, riêng ở đất nước Việt Nam đó. Còn đồng bào Việt Nam ở hải ngoại chấp hành chưa? Tới đâu rồi? Hay là vẫn còn thủ kỷ? Tận thế sát bên rồi. Đời sống chúng ta sắp sửa trình diện Thượng Đế rồi. Mà cái việc làm việc lập công chuộc tội, lập công, nói chuyện lập công chuộc tội đi, Phan nói chuyện lập công bồi đức ở đây đó. Cái chuyện lập công chuộc tội trất quốc hết rồi, mẹ làm tới đâu rồi, lập công chuộc tội tới đâu rồi? Hả? À? Copy hình ảnh của Thượng Đế cầu nguyện với ngài, cũng như là thông báo cho người khác được biết tận thế đang đến sát một bên rồi. Riêng ở Việt Nam, ở Á Châu đó, ở Việt Nam là phải lo mà sốt sắng cầu nguyện. Từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam, ôm hình ảnh Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúa Giêsu là Thượng Đế đó, không có Thượng Đế nào khác hết đó. Ngài là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng sinh. Đây là đứng mà Phật Thích Ca tôn thờ, đây là đứng mà tổ tiên nhân loại tôn thờ. Phật Thích Ca chỉ là con cháu chích chắc của ông bà tổ tiên mình thôi. Ông bà tổ tiên chúng ta đây nè, ông Adam và bà Eva nè, thủy tổ loài người nè, ông rồng bà phụng nè, thần khí oxygen của Thượng Đế nè, sinh sản ra tất cả nhân loại. Nghe rõ chưa? Lặp đi lặp lại hoài tao mệt quá, bữa nay tao mệt lắm. Thượng Đế bắt tao phải làm chương trình nè. Ở Châu đó, ở Châu nói chung và nói riêng ở Việt Nam á, mà chuẩn bị sẵn sàng đi, sắp sửa có đại nạn á, sắp sửa có như bằng biến thiên kinh hoàng đó. Thượng Đế phải chỉnh những dòng nước thủy thần lại nói chung, và nó đặc biệt là ở tại Á Châu. Từ Hy Mã Lạp Sơn chạy dài xuống Việt Nam sẽ có động đất rồi đập sập rồi lũ lụt này kia, rồi kinh hoàng lắm. Chuẩn bị đi đồng bào ở Á Châu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Mà khi những cái biến loạn này xảy ra thì nó ảnh hưởng khắp nơi trên quả địa cầu, chứ không phải là chỉ có ở Á Châu mà thôi. Mà đặc biệt là ở những cái nước mà đập nó bị sập nó sẽ bị ảnh hưởng nặng lắm. Những điềm báo là rõ ràng hết rồi. Trong vòng 48 tiếng vừa rồi đó, Thượng Đế là cảnh báo cho biết. Hiện trên mây đó để nhắc nhở cho biết là sắp sửa là có đại nạn đó, tức là Thượng Đế sẽ xử tội một số đứa gian ác, hung dữ, ác độc, kiêu ngạo và cố chấp, thật sự chưa quyết tâm sám hối. Thì cái này là hiện ra 29 tháng 8 năm 2010
Thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua đó, là có hình ảnh này hiện ra ở Á Châu, mà đặc biệt ở Việt Nam, ở miền Trung và miền Nam chụp. Hình ảnh cũng giống giống như vậy nè, mà có vòng cầu ngũ sắc bao xung quanh mặt trời nữa, rồi có sư tử, nhà chúa, sách Khải Huyền có nói. Hình ảnh này tức là hình ảnh này nè. Thì cái điềm đó cho biết là Thượng Đế đã cảnh cáo từ năm 2010 đến nay. Thượng Đế cho hiện cái hình ảnh giống giống như vậy, mà hiện lên có mặt trời và có vòng cầu ngũ sắc, tức là cái điềm mà Thượng Đế cho biết trước á, thì nay mai sẽ xảy ra. Và trong vòng từ đây đến cuối năm sẽ có 3 đại nạn mà nhân loại sẽ chứng giám, chứng kiến và sẽ chịu đựng. Rồi có đứa thì được cứu, có đứa thì bị thiệt hại kinh hoàng khốc liệt, qua không khỏi. Từ đây đến cuối năm sẽ có 3 sự việc vô cùng kinh hoàng xảy ra, xảy đến nhân loại, xảy đến quả địa cầu, tức là đang đến đó. Đồng bào chuẩn bị chưa? Hả? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đồng bào nhân loại, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Để cho coi, mẹ lũ lụt kỳ này là thủy thần xuống nái, kỳ này là kể là kinh hoàng luôn, ghê rợn luôn. Để cho coi, tới rồi, kỳ này là kể như là hết sinh quản là được rồi. Bây giờ đồng bào nhân loại mà ước ao xin Thượng Đế mà cho thêm thời giờ quản lợi, thêm thời giờ nữa là đồng bào nhân loại phải sám hối, phải cầu nguyện làm sao đó. Chứ thấy trước mắt là thấy mệt rồi đó. Thấy mệt luôn đó, thấy quá mệt luôn đó. Mấy cái đứa mà giàu có, hống hách kiêu ngạo, đạo đức giá, đầu cơ tích trữ, kỳ này là kể như là bị xử nặng nề lắm. Rồi bà coi đi, thấy mệt rồi đó. Đồng bào nhớ cái thằng Trung Cộng nó xây nhiều đập nước phá hoại quả địa cầu, rồi 5 năm trở lại đây nó chuẩn bị nó xây một cái đập mẹ lớn gấp mấy lần cái đập Tam Hiệp nữa, mà ở trên cái miệt ở phía trên đó, các mạng phía trên gần Hy Mã Lạp Sơn đó. Nó định chặn thêm một cái dòng nước để mà nước nó không có chảy xuống Ấn Độ, phải không? Và Thượng Đế ngài giận đó, ngài ra lệnh cho thần núi với thần đất, thổ thần đó cựa quậy hoài, thành ra nó cứ sập hoài.
không? Thành ra bây giờ thằng Trung Cộng nó phải đình chỉ cái dự án mà xây cái đập mà nó lớn gấp 3 đập Tam Hiệp á. Tức là tụi nó muốn dùng cái nước để mà nó thống trị những quốc gia khác. Còn những cái đập mà thằng Tàu Cộng nó xây đập Tam Hiệp nó đã xây lâu rồi. Rồi nhiều cái đập từ Hy Mã Lạp Sơn xuống tới Việt Nam thì nó lương lẹo với những cái thành phần đầu cơ tích trữ của các nước mà liên hệ đến dòng sông Cửu Long từ Hy Mã Lạp Sơn xuống tới Việt Nam á, thì tụi nó ăn nằm với nhau rồi tụi nó xây đập này kia rồi các cái để mà nó chia điện ra nó bán, rồi các cái thì tham nhũng hối lộ này độc tài rồi các cái, thì bây giờ là kể như là tan nát hết rồi. Tức là dòng sông mà sông bây giờ là bị tụi nó chặn, bây giờ là các nước là lệ thuộc vào thằng Tàu Cộng. Rồi thằng Tàu Cộng với thằng Miên thì bây giờ nó làm cái đập Phù Nam đó, nó dắt dòng sông Cửu Long về Miên rồi chảy ra biển chứ không có xuống Việt Nam đó. Thì nhiều cái vấn đề mà thằng Tàu Cộng và những cái thành phần mà làm ăn với nó đó đã làm cho Thượng Đế tức giận, làm cho Thượng Đế đã và đang tức giận, và Thượng Đế cảnh cáo chúng nó nhiều năm rồi. Tụi nó theo dõi chương trình, tụi nó biết, nhưng mà tụi nó vô tình hay cố ý gì đó là chuyện của tụi nó khinh thường Thượng Đế. Tụi nó theo dõi chương trình, tụi nó biết chương trình Hội đồng Lãnh đạo Cứu Việt Nam và Nhân loại không phải là cái chuyện đùa, nó biết đây là chuyện thật. Nhưng mà chúng nó quan niệm là ôi, nếu mà mấy cái đập nước mà nó sập, mẹ dân chết, chết càng nhiều càng tốt, ăn thua gì tụi nó. Tụi nó là giàu có ở những nơi cao ráo rồi căn cứ kiên cố rồi các cái, mà tụi nó đâu có đếm xỉa gì đến cái chuyện mà Thượng Đế cảnh cáo chúng nó, hay là đếm xỉa gì đến người dân khổ như thế nào, ăn thua gì. Ôi, chừng nào xảy ra hẳn hay. Thì đó là cái quan niệm của bọn giàu có hống hách kiêu ngạo, độc tài, tự do quá trớn, đạo đức giả. Thì Thượng Đế bảo chú giống thay mặt Thượng Đế cảnh cáo chúng nó bao nhiêu năm quá rồi. Thì sắp tới đây thì Thượng Đế ra tay thôi, vậy thôi. Và trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua đó là có những cái hình ảnh mà hiện ra trên mây mà hiện mà bay về tới Việt Nam rồi. Về tới tới Việt Nam rồi. Thì không lâu nữa thì sẽ có biến lớn, có đại nạn đó. Biến thiên. Và đồng bào nhân loại nói chung và đồng bào Việt Nam chúng ta nói riêng là phải có hình ảnh của Thượng Đế. Cầu nguyện từ bây giờ. Thấy không? Phải chuẩn bị từ bây giờ, rồi thủ đồ ăn thì thủ có gạo nấu cơm nấu cháo rồi các cái trong vòng 2-3 tháng gì đi, lúc nào cũng phải có, ít chứ cũng phải có gạo này kia đồ củi rồi các cái thì có gì nấu cháo, thấy không, nấu cháo cầu nguyện ăn năn sám hối qua ngày cho qua cái cơn đại nạn sắp tới nè sẽ xảy ra. Đó, phải copy được hình ảnh của Thượng Đế cầu nguyện với ngài từ bây giờ, và khi mà biến lớn xảy ra thì lúc đó mình cũng có hình ảnh của Thượng Đế. Rồi quý thần thiên nhiên, thủy thần hay là mộc thần hay là thổ thần rồi các cái, hay là thần bảo tố rồi các cái mà di chuyển rồi làm việc kêu bằng
ầm ầm rùng rùng đó, thấy không? Biến thiên mà. Thì lúc đó mình có hình ảnh của Thượng Đế, mình cầu nguyện thì quý thần thiên nhiên sẽ tránh mình ra, không có kêu bằng đập mình sụm bà chè luôn. Quý thần thiên nhiên ra tay là thiên nhiên mà, bão tố sóng thần rồi động đất này kia rồi cái ra con người là ăn thua gì, chết thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có hình ảnh của Thượng Đế đó thì quý thần thiên nhiên sẽ nhẹ tay với mình, ít nhất cũng nhẹ tay với mình tối đa. Và đặc biệt nữa là quý thần thiên nhiên sẽ tránh mình ra, tức là tha chết cho mình nếu mà mình có hình ảnh của Thượng Đế. Bởi vì hình ảnh này là có phước lành đi chung, hình ảnh này do chính Thượng Đế vẽ, thành ra mình phải có hình ảnh của Ngài. Và tụi bay mấy đứa mà gian ác xảo trá, lọc lừa, hống hách, kiêu ngạo, độc tài, đạo đức giả, giàu có, đầu cơ, tích trữ, thì tụi bay phải lập công chuộc tội cái từ bây giờ, chứ đừng có chờ đến lúc đó rồi tụi bay nói ô tôi cũng thủ hình ảnh của Chúa rồi tôi sợ quá, bây giờ tôi phải bắt đầu tôi phải làm việc ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Tụi bay chờ đến lúc mà biến thiên xảy ra tụi bay mới làm thì chú giống e rằng mẹ trễ rồi, bây giờ đã quá trễ rồi. Thì đó, chú ta không biết là tụi bay làm gì để mà tụi bay để mà bù lại, đắp lại những cái tội ác của tụi bay gây ra, cũng như là bù lại những cái thời gian mà tụi bay đã trễ nải quá rồi đó. Thì cái chuyện là chuyện của các em nhân loại, chứ chú giống mẹ tao lo cái phần của tao còn thì cũng không xong nữa, ở đó mẹ tao tao đâu có lo tụi bay được. Tao chỉ nhắc nhở cho tụi bay những gì mà tao biết, những gì mà Thượng Đế bảo tao nhắc nhở cho tụi bay nhân loại, chứ tao đâu có giúp gì tụi bay được đâu. Những gì chú giống biết thì Thượng Đế bảo chú giống thông báo lại cho nhân loại. Còn cái chuyện mà tội lỗi của các em, của mỗi cá nhân chúng ta thì chúng ta phải tâm sự van xin với Thượng Đế, xin Thượng Đế tha tội cũng như xin Thượng Đế cho mình có dịp lập công chuộc tội, hiểu không? Cái chuyện đó giữa mình với Thượng Đế, mình phải tâm sự với Ngài. Thấy tôi thấy mệt rồi đó. Tới đây rồi biến thiên kinh hoàng vậy coi. Khổ lắm, không có giỡn đâu. Sát mà quên rồi. Quay mà đứa nào mà hung dữ ác độc. À, rồi đầu cơ tích trữ rồi độc tài được cái mà tụi bay kỳ này là tụi bay bị lìa cổ luôn, mẹ lìa đầu luôn, cái đầu cần cổ đây nè, đầu mẹ lìa khỏi cổ luôn. Đây là nói về tsunami nè, lũ lụt sóng thần nè, nói về động đất nè, nước có những nơi nước ở dâng tới mây luôn á. Còn đây là cần cổ máu me, còn đây là cái đầu của những kẻ đầu cơ tích trữ, đạo đức giả, độc tài, hung dữ, ác độc, tự do quá trớn. Thành phần giàu có, đầu cơ tích trữ, độc tài, hung dữ, ác độc, đạo đức giả, tu hành giả dối rồi các cái, lường gạt bá tánh rồi các cái. Rồi những thành phần hung dữ, ác độc rồi các cái, kỳ này tụi bay khó qua khỏi lắm. Mà có qua khỏi kỳ này tụi bay cũng xúc tay gãy gọng. Rồi tiếp theo nữa là đương nhiên là tụi bay phải trình diện Thượng Đế. Lúc đó là tụi bay sẽ bị nhốt chung với nhau, hoặc là tụi bay sẽ bị nhốt ở lại quả ngục để học lại bài học đàng hoàng. Cái đầu nè, lìa khỏi cổ, mấy gừng cổ máu me không, cái đầu này nè. Mà hình ảnh này đó, và cái dạng này đó, trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua, đã bay hiện ra tại Việt Nam. Mà có cái nét giống cái hình ảnh này mới là đáng ngại. Đây nè, là xử đó, xử tội đó. Đây là hình màu gốc,
Còn đây là chuyển qua màu lửa. Đây là hình màu gốc. Mà trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua đó, là những cái hình dạng như vậy, dạng dạng giống như vậy nè, hiện ở tại Việt Nam. Mà có vòng cầu ngũ sắc bao xung quanh nữa. Tức là cái lời cảnh báo của Thượng Đế lâu rồi, bây giờ sắp sửa hiện thực. Có nghĩa là biến lớn kinh hoàng đang đến và có thể xảy ra mẹ bất cứ lúc nào. Và đó là lý do tại sao mà cha trời ra lệnh bảo chú Giống phải làm chương trình ngày hôm nay. Chứ tao bận rộn lắm, tao mệt, tao định xin Thượng Đế cho tao nằm, tao ngủ, nghỉ ngơi. Nhưng mà Thượng Đế nói con phải làm chương trình. Thành ra chú Giống phải lục đục nè, lấy mặc áo vô rồi làm chương trình. Thì trong những ngày tháng mà biến lớn xảy ra, nếu mà có hình ảnh của Thượng Đế, cầu nguyện với Ngài nhớ sắm cho mình cây thánh giá, đóng cho mình cây thánh giá nữa, nghe chưa? Và hình ảnh cha trời Giê-xu để quý thần thiên nhiên tránh mình ra, cũng như những cái thành phần mà khi mà biến lớn xảy ra đó, cái nạn đói xảy ra đó, thì sẽ sinh ra cái bệnh là bần cùng sinh đạo tặc. Tức là sẽ có cái nạn mà nó đói quá thì đương nhiên nó phải giành giật từng miếng ăn và sẽ có tàn sát. Thì những thành phần đó là kể như quỷ nhập đó. Mà quỷ thì nó sợ, nó kính nể cha trời Thượng Đế toàn năng Giê-xu. Vì thế mình có thánh giá và mình có hình ảnh của Ngài đó. Thì những kẻ mà bị quỷ nhập đó, nó gặp hình ảnh cha trời thiên thượng Giê-xu thì nó tỉnh lại. Quỷ sẽ xuất ra khỏi người những kẻ đó. Thì lúc đó chúng nó không có hại mình, nó không có hại gia đình mình, nghe chưa? Chứ sắp tới đây là quỷ nó nhập vô nhiều người lắm. Khi mà biến loạn xảy ra đó, có nạn đói xảy ra đó, tức là bần cùng sinh đạo tặc đó, là đương nhiên rồi, sẽ có mẹ tàn sát chắc chắn luôn. Mẹ cái đám giàu có đầu cơ tích trữ độc tài đạo đức giả là kể như bị xử, sẽ bị xử nặng nếu còn sống sót. Thì đó, mà cái này là khắp nơi trong quả địa cầu đó, chứ không phải chỉ có tại Á Châu đâu. Nhưng mà cái hình ảnh mà lũ lụt này kia rồi cái thì đó, trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua là bay về tới Việt Nam rồi. Thấy mệt rồi đó. Thì cái tụi mà cái tụi thế là ngầm, cái tụi mà nó khuynh đảo thế giới, cái tụi trời đánh thánh năm, cái đám mà nó dữ nhất á, cái tụi mà nó muốn sát hại hầu hết nhân loại đó, thì tụi nó có theo dõi chương trình. Đặc biệt trong vòng một tháng trở lại đây, mấy cái chương trình mà bằng tiếng Anh đó, và chương trình tiếng Việt thì tụi nó cũng có người dịch lại. Thì tụi nó sợ lắm á. Thì để coi tụi nó lo cái phần của tụi nó như thế nào, đó là cái chuyện của tụi nó. Đứa nào có tội thì phải lo làm việc lập công chuộc tội. Không ai làm giùm cho mình được đâu. Tuy nhiên những người đã qua đời thì phạm tội nhiều hoặc ít thì tội ít mà chưa thật sự sám hối thì cũng sẽ bị nhốt chung với những thành phần đó. Còn nếu mà họ thật sự sám hối, họ quyết tâm ăn năn sám hối, làm việc lập công chuộc tội thì
một cách thật lòng thì khi mà họ chết á, thì những thành phần mà tội nhẹ đó thì đương nhiên sẽ miễn khỏi bị nhốt trở lại quả ngục, hiểu không? Nhưng mà họ sẽ ở một cái chỗ thuộc những thành phần giống giống như họ vậy đó, phạm tội nhẹ đó mà thật sự sám hối đó, thì đó họ ở đó một khoảng thời gian để mà cầu nguyện. Còn những cái đứa mà tội nặng quá đó, mà không thật sự sám hối đó, thì khi chết thì đương nhiên rồi sẽ bị nhốt trở lại quả ngục. Thì hiện tại bây giờ cái thành phần nó đông lắm, đông lắm, và người thân của những người đó đó còn sống sót đó, còn đang sống nè. Nếu mà tụi em có thương người thân của các em á, em biết là người thân của các em tham nhũng hối lộ hay là hung dữ ác độc rồi các cái mà trước khi chết mà chưa có thật sự sám hối, thì đương nhiên là mấy đứa đó là linh hồn và vía xác tụi nó và hồn chúng nó đang bị nhốt vào quả ngục á, đó là cái chắc rồi đó. Thì bây giờ á, mấy cái đứa tức là người thân á của mấy đứa đó mà còn sống á, thì bây giờ tụi bay phải làm việc lập công chuộc tội, rồi tụi bay dâng những cái công đức nhỏ nhỏ đó dâng lên Thượng Đế, dâng lên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thượng Đế đó. Thì người thân của tụi em sẽ được giảm tội phần nào. Tức là dùng công đức của tụi em khi mà tụi em còn sống đó. Bởi vì người thân của những đứa em mà còn sống mà những cái đứa người thân của các em mà đứa nào mà phạm tội nhiều quá đó, tụi nó đang bị nhốt quả ngục là khổ lắm, lửa nóng đốt ghê rợn, lửa xanh lửa đỏ đốt. Còn những cái đứa mà tội nhẹ thì khi mà tụi em làm việc lập công chuộc tội, lập công bội đức, thì tụi em dùng cái công đức nhỏ nhỏ đó tụi em dâng lên Thượng Đế, dâng lên cha trời Giêsu đó, xin ngài thương xót, đem linh hồn và xác vía của người thân các em về chốn nghỉ ngơi. Thậm chí là Thượng Đế mà thương xót rồi có thể dùng những cái hồn vía của những em đó đó làm việc tốt nữa, cho càng khôn nữa. Đó, thành ra những người còn sống đó, là rất là diễm phúc. Chúng ta còn có dịp mà làm việc lập công chuộc tội, lập công bội đức, cũng như là có thể mà chúng ta san sẻ những cái công đức nho nhỏ của chúng ta cho người thân chúng ta đang ở những cái tầng giới mà phải nói là cầu nguyện, những tầng giới mà kêu bằng chỉnh đốn hồn vía lại đó. Ta nói là tức là tội nhẹ là phải sau khi chết là may mắn là không có bị nhốt trở lại quả ngục, nhưng mà sẽ bị nhốt ở những cái nơi giống như là để mà tu tỉnh lại, để mà gội rửa hồn xác vía rồi lại trước khi Thượng Đế, sau đó là Thượng Đế mới thả ra khỏi nơi đó để mà sống cùng càn khôn, các tầng giới hữu ích cùng càn khôn. Ok, và trong chương trình của chúng ta đó kể từ nay thì sẽ có một khoảng thời gian mời đồng bào gọi vào, và nhất là những ai mà ước ao được có thánh đỡ đầu thì có thể gọi vào, và cũng như quý em nào mà phạm tội mà nạo thai phá thai rồi các cái đó
các em, các cháu có thể gọi vào để mà xin Cha Trời Thiên Thượng Giêsu thương cứu tha tội cho các em, và cũng như các em cần xin quý thánh đỡ đầu cho các con của quý em, con cái của quý em, mà mấy em phá thai, các em nạo thai, rồi các em kêu bằng phạm tội đó là tội nặng lắm á. Con khổ, con không được siêu thoát, oan hồn mà kêu bằng bơ vơ, đau buồn, đau khổ lắm. Đó là những linh hồn mà bé nhỏ, bơ vơ, buồn khổ lắm. Vì thế các em, những cái đứa, những người mẹ mà phá thai đó, thì các em phải làm bổn phận của các em. Để xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu tha tội cho các em, và xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu đem linh hồn và xác vía của con cháu các em, những cháu mà bị các em phá thai đó là một cái dạng giết người đó. Tại vì phá thai là sao, tức là mấy đứa bác sĩ mà vô lương tâm đó, cái nghề của nó mà phá thai, tức là nó dùng những cái kẹp á, nó rứt những đứa bé trong trong bụng dạ đó, trong tử cung, trong bụng dạ, trong cái bào thai, trong của người phụ nữ đó. Nó dùng cái kéo, cái kẹp, cái kìm đó, nó rứt ra từng mảnh tay chân này kia, rồi đầu thì nó kẹp bể sọ rồi nó mới kéo ra rồi. Đó là cái tội nặng lắm á. Thành ra các em, các cháu, đứa nào lỡ dại mà phá thai thì các em phải lo cái phần đó, chứ không mấy là cuộc đời các em không khá đâu. Và đứa con đó thì linh hồn và xác vía của cháu đó thì bơ vơ, buồn buồn thảm lắm. Và các em là người mẹ, người cha mà không có lo cái phần đó đó, cầu nguyện cho các em đó. Các em đó thì tương lai các em lúc chết rồi các em sẽ đền tội nặng lắm, không có giỡn đâu. Đó thì đó, đây là chương trình sẽ có những cái giờ đó để cho các em có thể gọi vào để mà chú Giống sẽ xin quý thánh đỡ đầu cho các em, các cháu đó, và cũng như là cầu nguyện cho các em, các cháu được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu thương cứu, đem về chỗ nghỉ ngơi, cũng như xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tha tội cho các em. Tuy nhiên các em phải thật lòng kìa, chứ còn các em mà cà rỡn cà rỡn là không được đâu. Đừng có giỡn với linh hồn, với vía người khác, nghe chưa? Hôm nay khắp nơi quả địa cầu thì khắp năm châu thì khắp nơi quả địa cầu thì năm châu lộn xộn lắm. Riêng ở Mỹ không nè, trong vòng mấy ngày vừa qua, mấy tuần lễ vừa qua là lúc nào cũng có cả chục tiểu bang, cả 10 tiểu bang. Cái số người mà bị cái bằng tức là bị thiên nhiên chuyển mình đó, lúc nào cũng là năm tỉnh hoặc là 10 tỉnh, mười mấy tỉnh, rất là hoang mang, bão tố rồi, ôi rồi lũ lụt này kia, rồi tornado, tức là cuồng phong á, thần gió làm việc nó cuốn nhà cửa người và xe cộ rồi này kia, rồi các cái là vật, con mấy con vật, rồi các cái là kể như là trời, ôi sao tan bành hết á. Riêng ở Mỹ đó lúc nào cũng có cả chục tỉnh bị gặp nạn, còn ở những cái tiểu, những cái châu khác thì thôi,
bão tố lũ lụt này kia, lúng đất lúng này kia, các cái này. Sa mạc thì bây giờ là tùm lum tà la hết, bão tố lũ lụt mưa rồi ngập lụt, ôi xì kinh hoàng hết. Nhất là những cái xứ mà giàu có ăn chơi đó, à, kể như là hổng rời muốn tanh bành hết luôn. Mà cái cường độ này càng ngày nó càng mạnh, càng nặng chứ không phải nhẹ. Nó không có thuyên giảm. Cho đến khi lãnh đạo của mỗi quốc gia nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương Đạo Trưởng Thế Giới dạy bảo, chấp hành sấm định mới của Thượng Đế ban cho, thì quốc gia đó mới có thể ngóc đầu dậy nổi. Bằng ngược lại, vô phương cứu chữa. Cũng như lãnh đạo của các tôn giáo cũng vậy. Tụi bay mà không nghe lời tao dạy bảo á, chấp hành khẩn cấp á, thì tôn giáo mà tụi bay lập ra, tụi bay tôn thờ gì đó, tiếp tục cắm đầu đi xuống. Rồi lần lượt cái mặt nạ của tụi bay sẽ rớt hết. Thượng Đế bảo tao thương tụi bay, dạy tụi bay. Và nếu cần là lột mặt nạ tụi bay ra. Cái bọn lãnh đạo các tôn giáo đó, khắp nơi quả địa cầu. Đây là Di Lạc Phật Vương Đạo Trưởng Thế Giới, đơn vị tổng lãnh thiên thần. Nhận lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Chúa Giêsu là Thượng Đế Toàn Năng đó. Và đây là đơn vị Chúa Thánh Thần làm việc. Đây không phải là chuyện đùa ở đây. Thượng Đế bảo tao đại diện Thượng Đế để lột mặt nạ tụi bay. Nếu mà tụi bay không thật sự năng sám hối, cái bọn lãnh đạo tôn giáo tụi bay có nghe không? Lãnh đạo các chùa chiền, âm tự, nhà thờ rồi các cái. Khắp nơi đều có địa cầu. Và cái bọn lãnh đạo của mỗi quốc gia tụi bay có nghe không? Và cái bọn mà đầu cơ tích trữ khắp nơi đều có địa cầu tụi bay có nghe không? Tao là cơ hội cuối cùng cho tụi bay nghe lời, thì tụi bay khỏi bị nhốt trở lại quả ngục. Mình nói là quả ngục, tao đưa ra hình quả ngục cho tụi bay coi. Tao là cơ hội cuối cùng đó, mà tụi bay không nghe lời tao nữa là kể như tụi bay sẽ bị nhốt đây nè. Mày lửa đốt tụi bay. Lửa nóng nhiều ngàn độ đốt tụi bay. Rồi tụi bay mẹ mặt mày hồn vía, xác vía tụi bay biến thành quỷ luôn, xấu quắc, ráng chịu. Đó. Tụi thế lực ngầm, tụi lãnh đạo các quốc gia rồi, tụi nó theo dõi, tụi nó biết. Nhưng mà tụi nó, thì đó, tụi nó nói chừng nào xảy ra những biến lớn kinh hoàng xảy ra, lúc đó tụi nó mới nghĩ đến cái chuyện chấp hành, ăn năn sám hối, nghe lời tao dạy bảo. Mà nó quan niệm như vậy thì kể như là tụi nó kể như là khó qua khỏi. Mẹ mà có qua khỏi thì cũng xúc tay gãy gọng, mẹ mất hết tất cả. Tức là thân bại danh liệt luôn đó. Tức là sức tay gãy gọng rồi, tài sản gì mất hết luôn. Cái thằng Putin á, đúng ra là nó chết lâu rồi. Nhưng mà cái vấn đề mà Thượng Đế vẫn để cho nó sống á, nó có một lý do. Tại vì sau khi mà cái bọn thế lực ngầm á, nó quyết định nó gài bẫy thằng Putin và thằng Zelensky, tổng thống Ukraine á, bạo loạn chiến tranh, gài bẫy do bọn thế lực ngầm để mà các cường quốc mắc mưu rồi dùng bom nguyên tử để sát hại hầu hết nhân loại. Thì khi mà cái bọn thế lực ngầm nó quyết định nó làm như vậy đó, thì Thượng Đế hồi lợi chưa lôi hồn thằng Putin ra khỏi xác, cũng như chưa có xử thằng Zelensky, để cho cái thằng Putin này nó cưa quậy và nó đương đầu với cái bọn thế lực ngầm một cái góc cạnh nào đó.
để cho lần lượt á, những cái đứa mà ác độc á, không thực sự sám hối á, sẽ lộ diện cái tội ác của chúng nó ra trước khi Thượng Đế xử. Cái chuyện đó là như vậy. Chứ đúng ra thằng Putin là chết lâu rồi. Nhưng mà thực sự thằng Putin nó đã chết lâu rồi, bởi vì nó đang sống với cái xác không hồn. Tức là nhiều bầy quỷ nhập vô người đó, nó đâu phải là nó nữa. Thấy không? Cái chuyện đó là rất là rõ ràng luôn. Thành ra phải hiểu cái tình cảnh đó. Nó đặc biệt như thế chứ không phải là chuyện thường. Còn những cái đứa mà vô đây đặt những câu hỏi châm biếm rồi coi thường rồi cái rồi giả dặn những cái tên người này người kia rồi đó, mẹ chú giống nói cho em biết nè, cho cháu biết nè, tao nói chuyện với hồn và vía của tụi bay. Những cái đứa mà không sượt vô đây mà không sượt đó, và những cái đứa nào mà xúi tụi bay đó, sẽ gặp đại nạn tránh không khỏi, thì ráng chịu, nghe chưa? Tao không có can ngăn được nữa. Ok, thì đó, thì cái thằng Putin là nó sống như cái hồn, sống như cái xác mà không hồn. Nó trong vòng mấy năm trở lại đây, mà trong vòng hai năm trở lại đây hả, nó đưa thanh niên Nga vào chỗ chết bao nhiêu trăm ngàn người. Rồi thằng Zelensky cũng vậy, cũng mắc mưu bọn thế lực ngầm. Rồi thanh niên của Ukraine bao nhiêu hàng trăm ngàn người chết. Rồi tài sản này kia đồ, nhà cửa rồi ruộng nương rồi bao nhiêu triệu tấn ngũ cốc rồi kia bị cháy bị hư, tức là nó phá hoại. Tức là hai cái thằng này, thằng tổng thống Ukraine và tổng thống Nga, hai cái thằng này là hai cái thằng như là quỷ nhập tụi nó đã chết rồi. Tụi nó là những cái xác không hồn. Ở đây chúng ta khi mà nói sống á, là cái gì sống là phải làm việc hữu ích thì mới là sống. Chứ sống mà làm việc mà hại người khác như chúng nó đã làm, đang làm, thì chúng nó đã chết rồi. Bây giờ cái bản án để chồng lên, để giam giữ tụi nó tương lai ở quả ngục, thì cái bản án này tính hàng triệu năm chứ không phải là hàng ngàn năm nữa. Bây giờ tụi nó mà khôn thì tụi nó phải chấm dứt liền. Chấm dứt, ngưng, đình chiến liền. Phải giải quyết một cách ổn thỏa, ôn hòa, chứ không có mà ra định mà cho thanh niên ra chết. Nếu mà tụi nó muốn giết nhau thì cái thằng tổng thống Nga và thằng tổng thống Ukraine á, hai thằng đó ra một cái sân vận động đó, cái tìm một đám rừng nào đó cho hai thằng đó ra tự động nó bắn nó giết nhau đi. Đừng có đưa thanh niên thiếu nữ ra chết, nghe không? Đừng có biết là bị bọn thế lực ngầm nó gài bẫy rồi, thì bây giờ nếu mà cái người mà lãnh đạo giỏi là phải lên tiếng, nghe không? Vì thế tụi nó là những thằng hèn, và tụi nó đã chết rồi, sống mà cũng như chết vậy đó, hiểu không? Cái nghĩa là như vậy. Ok, rồi cái đứa mà vô mà hỏi như câu hỏi đó là tao biết tụi bay là gì. Những cái đứa mà thọc cái bánh xe, bây giờ tao đuổi tụi bay ra, để cho tụi bay ngồi giữa cột mà nghe, rồi học hỏi, rồi sám hối. Bởi vì đại nạn sẽ đến á, mà tụi bay chạy không thoát đâu, nghe chưa? Phải sám hối. Ok, thì đó, thì cũng như là mấy cái thằng lãnh đạo mà hiện tại bây giờ cũng đang sống nhân răng nè, lãnh đạo các quốc gia, hầu hết tụi nó là những cái đứa mà sống cũng như là chết vậy đó, cái xác không hồn vậy đó. Tại vì nó sống mà nó đâu làm việc hữu ích cho sự sống. Nó đâu có nghe lời Thượng Đế dạy bảo đâu. Nó chưa có nghe, làm bổn phận của nó mà phân phát hồng ân giải thoát của Thượng Đế cho người dân của chúng nó. Mà trong cái đó chúng nó đóng vai lãnh đạo một quốc gia mà tụi nó chưa làm, thì tụi nó là những cái xác không hồn. Tụi nó đã chết rồi. Tụi nó là những cái xác không hồn. Nếu mà chúng ta nói về sống, thật sự sống, sống là cái gì? Hả? Phản nghĩa của sống là chết. Sống là cái gì? Sống là xây dựng. Phản nghĩa của xây dựng là hủy diệt. Mà mấy thằng lãnh đạo các quốc gia hiện tại bây giờ tụi nó đâu làm việc xây dựng đâu.
nó làm việc cho những cái túi tham không đáy của chúng nó, làm việc cho những băng đảng tham lam của chúng nó. Lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo các quốc gia cũng vậy. Bởi vì nó chưa có chấp hành sấm lệnh của Thượng Đế. Thì sống cũng như chết vậy đó. Rồi chúng ta nói rộng ra nữa. Nhân loại chúng ta hiện nay, những người nào mà chưa nhận lãnh sấm lệnh mới của Thượng Đế đó, thì chúng ta sống cũng như chết vậy đó. Hoặc là sống nửa vời, chưa có thật sự là sống. Sống cứ bằng... thật sự là không có trọn vẹn. Đúng ý nghĩa là sống. Nếu mà chúng ta chưa chấp hành sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho. Ok. Ok. Thì hôm rồi thì chú Giống kêu gọi đồng bào cầu nguyện xin cha trời Thượng Đế toàn năng cho mưa, thì Thượng Đế cũng có cho mưa ở Việt Nam, nhiều tỉnh cũng được có mưa, nghe không? Và chúng ta cũng vẫn phải cầu nguyện hàng ngày đi, và xin Thượng Đế cho có mưa như bằng có nước mà xài. Và cũng đừng có xin, đừng xin Thượng Đế mà cho mưa nhiều quá. Mưa nhiều quá thì sẽ gây ra lũ lụt á. Tại vì hạn hán thì đất cát nó khô hết rồi. Bây giờ nước mà mưa, mà nước mưa đổ xuống nhiều quá đó, thấm vô đất vô cát không kịp thì nước nó sẽ chảy, nó gây ra lũ lụt, nghe chưa? Thành ra xin Thượng Đế cho mưa ít thôi, vừa vừa thôi, chứ đừng có mưa nhiều quá là sẽ sinh ra lũ lụt, nghe chưa? Gì đó. Và cái bọn Tàu Cộng và những cái quốc gia mà liên hệ đến những cái đập nước mà từ Hy Mã Lạp Sơn mà chạy dài xuống tới miệt dưới, tới nước Việt Nam, tới dòng sông Cửu Long đó, thì bây giờ là tụi nó là đang mang cái tội là trung vụ đó, trung án với thằng Tàu Cộng, dính dáng mẹ vụ mà xây những cái đập nước đó, nhiều đập nước từ Hy Mã Lạp Sơn xuống tới Việt Nam, phản thiên nhiên hết, hầu hết là phản thiên nhiên đó, mà Thượng Đế cảnh cáo là phải tháo gỡ đàng hoàng, mà tụi nó không nghe lời thì sắp tới đây là quý thần thiên nhiên, thổ thần và thủy thần sẽ tháo, sẽ gỡ, tức là sẽ có động đất và đập sập và sẽ gây ra lũ lụt kinh hoàng. Nước bằng xuống đáy một cái xuống kinh hoàng, khốc liệt luôn. Nước đó thì chú Giống nói rồi, nước đây nè đó. Thủy thần xuống đáy một cái là dễ như là tanh bành rồi. Tụi bay mẹ mấy đứa mà dính dáng vô cái chuyện mà xây đập, rồi cũng như mấy đứa mà độc tài đó, nghe không? Chế độ cộng sản là tụi bay sẽ bị hủy diệt chứ không phải là giải tán nữa. Tụi bay sẽ bị đầu, tụi bay phải lìa khỏi cổ hết, làm ăn với cộng sản, làm ăn với bọn thế lực ngầm, rồi độc tài, tự do quá trớn, đạo đức giả, là kể như tụi bay mẹ cái đầu tụi bay là lìa khỏi gần cổ luôn. Quý thần thiên nhiên sử và người dân bản xứ mà đói đó, người ta nổi dậy và Thượng Đế cho tao thấy, thấy rõ luôn, con cháu tụi bay bị đuổi ra khỏi biệt phủ hết. Còn tụi bay thì trốn chui, trốn nhủi, đứa thì xúc tay gãi gọng, đứa thì chết, hồn bị quăng vào quả ngục. Thượng Đế cho thấy rõ đó. Đây nè, cái đầu đây nè, cường cổ đây nè, cường cổ máu me không, cái đầu đây nè, cái đầu bộm trợn nè, tà dâm hung dữ ác độc, độc tài đạo đức giả, thế lực ngầm này kia, rồi cái tụi bay sẽ bị xử hết đó. Tao thương, nhắc nhở tụi bay 40 năm rồi,
Còn gì nữa mà nhắc mà nhở? Hả? À? Còn gì nữa mà nhắc mà nhở? Ừ, biến thiên một cái là tụi bay mẹ thành phần đó là hầu hết là sẽ bị nhốt ở đây nè, quả ngục ra, chín tầng quả ngục. Tài sản tụi bay là kể như mất hết. Con cháu tụi bay là bị đuổi ra khỏi biệt phủ. Tụi bay mẹ nghe lời tao, càng sớm thì càng tốt, thì gỡ gạt được phần nào. Chứ cái điểm này là thấy là không xong rồi, các em các cháu ơi. Người dân khắp nơi qua đây cầu người ta biết hết rồi. Đó là nói chung, còn nói riêng người dân ở tại những cái nước cộng sản là biết hết rồi, biết tụi bay hết rồi. Và người dân sẵn sàng xử tụi bay khi mà biến thiên xảy ra. Tụi thấy đường ngầm khắp nơi quả địa cầu á, tụi nói bây giờ là mẹ bắt đầu là lo xính dính rồi đó. Tụi nó theo dõi chương trình, tụi nó biết. Và chương trình chúng ta không phải là 5-70 người theo dõi đâu. Livestream á, mẹ cách đây 2 năm là trên dưới 50.000 người theo dõi trực tiếp. Từng rồi có mấy người theo dõi mà ở Ấn Độ với ở Âu Châu đó. Khi mà tụi nó kéo cái số mà trên màn hình không kịp á, cái số người theo dõi đầu chương trình là 140,000+ người theo dõi trực tiếp. Chương trình chúng ta bây giờ có hàng nhiều trăm ngàn người theo dõi trực tiếp khắp nơi trên quả địa cầu. Bởi vì chương trình này là chương trình quan trọng nhất kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế. Chương trình đây là hội đồng lãnh đạo giải thoát nhân loại. Mà Thượng Đế đã hứa nhiều ngàn năm rồi. Chứ không phải là chương trình vu vơ mù mờ. Quay trở lại cái vấn đề mà mấy cái đứa mà nói là tu hành thì có cách. Mẹ nói ra là mặt trắng. Tụi bay có nói dài, nói dòng do Tam Quốc, nói gì đạo đức, cái gì đi nữa. Mà tụi bay không xác nhận là tụi bay tu, con người cần phải tu tỉnh, phải tu tập, phải sám hối. Cái việc quan trọng nhất á, của kiếp con người, của sự sống, của tất cả sự sống, là cái việc quan trọng nhất là cái việc phải cần tìm kiếm để biết Thượng Đế là ai. Cái đám siêu trọc tụi bay nói đi nói lại, rốt cuộc tụi bay không có thằng nào nói là tu là phải đi tìm Thượng Đế, cũng giống như Phật Thích Ca vậy. Mà trước đó ông bà tổ tiên mình tôn thờ Thượng Đế, đi tìm Thượng Đế, ông bà tổ tiên mình sám hối. Ông bà tổ tiên chúng ta là thủy tổ loài người, ông Adam và bà Eva. Còn cỡ Phật Thích Ca là thuộc gì, đàn cháu chắc chích của ông bà tổ tiên loài người. Mà ông bà tổ tiên loài người cái bản gốc á là ông bà tổ tiên Việt Nam bây giờ đó. Ta hội đồng cứu Việt Nam vạn loại là cái gì quan trọng đến cái độ mà hả, quan trọng đến cái độ mà, và tao là cái gì mà quan trọng đến cái độ mà Thượng Đế ra lệnh Phật Thích Ca phải trình diện tao ở trên núi Tĩnh Tâm. Tao là cái gì mà Thượng Đế phải ra lệnh thủy tổ loài người Adam và Eva là đại diện của bà tổ tiên Việt Nam mình đây nè, ông rồng bà phụng nè, thần khí oxygen phải hiện ra trên mây để giới thiệu tao là ai, cũng như để chào hỏi tao. Tao phải là cái gì đó quan trọng mà Thượng Đế chỉ định tao để tao hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế. Đến nỗi mà thủy tổ loài người á phải trình diện trên mây để giới thiệu tao là ai. Huống chi Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là chỉ là cháu chắc chích của thủy tổ loài người. Và Thượng Đế đã ra lệnh Phật Thích Ca phải trình diện tao ở núi Tĩnh Tâm.
Tao là cái gì mà tao, Thượng Đế mở miệng tao, dùng miệng lưỡi tao để đại diện Thượng Đế, để làm việc, để hướng dẫn, để dạy dỗ nhân loại trước khi tận thế. Tao là đạo trưởng thế giới, tao là Di Lạc Phật Vương, tao đại diện cho Thượng Đế, Thượng Đế ra lệnh như thế. Tao là cái gì mà tao dám kêu tất cả những cái đứa lãnh đạo tu hành, tất cả các chùa chiền am tự nhà thờ, từ giáo hoàng cho đến các linh mục địa phương, mục sư rồi các cái, rồi mấy cái thằng thầy chùa trụ trì tu ở chùa chiền am tự hay ở tại gia, mà tao kêu tụi bay là những thằng và những đứa em, những thằng khất. Tụi bay mà đứa nào mà chưa chấp hành sấm định mới của Thượng Đế, tụi bay là những cái thằng cu dơ, mấy thằng xạo tu nửa vời. Ngay cả giáo hoàng tao kêu bằng thằng đó, bởi vì Thượng Đế ra lệnh tao dạy dỗ tụi nó, dạy dỗ tất cả những thằng nào, con nào nói là tu hành, tụi nó phải nghe lời. Tụi nó không nghe lời tụi nó sẽ bị xử, Thượng Đế xử và sẽ nhốt tụi nó trở lại quả ngục vì cái tội khinh thường luật lệnh của Thượng Đế. Đây nè, Phật Thích Ca mà trình diện tao ở núi Tinh Tâm nè, Phật Thích Ca chắp tay cầu nguyện nè, Phật Thích Ca kêu Phật tử phải nghe lời tao dạy bảo, bởi vì tao là Di Lặc Phật Vương, đại diện Thượng Đế để dạy dỗ nhân loại trước khi tận thế. Thấy Phật Thích Ca chắp tay cầu nguyện không? Tao phải là cái gì quan trọng lắm chứ, đúng không? Cái trọng trách của tao quan trọng, mà Thượng Đế trao phó, ra lệnh bảo tao lãnh nhận để hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế. Chứ chú giống như tụi em vậy đó. Chúng ta là anh em với nhau, không hơn không kém, chúng ta là bằng hữu. Nhưng mà cái trọng trách Thượng Đế giao cho chú giống quan trọng đến cái độ mà thủy tổ loài người phải trình diện tao, quan trọng đến cái độ mà tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng, chiến sĩ Trần Vong đó, chiến sĩ linh thiêng đó, phải hiện ra và giới thiệu tao là ai và gia nhập vào hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại để phù trợ tao làm việc. Tao phải là cái gì quan trọng lắm, cái trọng trách của tao quan trọng lắm, để mà Phật Thích Ca, Phật Ấn Độ phải trình diện tao. Ngay cả bọn trùm ác quỷ Sa Tăng, cái bọn mà quyết định ăn năn sám hối đó, chúng nó cũng phải trình diện tao, bởi vì tao đại diện cho Chúa Thánh Thần và đương nhiên tao đại diện cho Thượng Đế toàn năng. Ba cái bọn thế lực ngầm, bọn lãnh đạo thế giới, tụi nó theo dõi chương trình, tụi nó biết. Và tụi nó chấp hành rất là rời rạc và rất là chậm, chậm còn hơn mẹ rùa bò nữa. Đến giờ thì mẹ dầu sôi lửa bỏng tới chân rồi. Rồi nhân loại thì mẹ cà rề. Đại diện của tất cả anh hùng chiến sĩ Trận Vong linh thiêng nè, nhận lệnh của Thượng Đế sống lại và hiện ra giới thiệu tao là ai và đồng hành với tao để mà làm việc, phù trợ tao làm việc, thì chứng tỏ cái trọng trách mà Thượng Đế cha chúng ta trao phó cho tao là quá quan trọng. Đến nỗi mà tất cả anh hùng chiến sĩ Trận Vong linh thiêng phải hiện ra như thế này để giới thiệu tao là ai. Và quý ngài có đầy quyền năng, tụi bay nhân loại đứa nào cà chớn mà hỗn sự cho tao thì mày coi chừng đó. Tao không có can ngăn quý ngài được đâu, quý ngài xử tụi bay đó, nếu mà tụi bay không thực sự sám hối. Cũng như là bọn mẹ ác quỷ Sa Tăng, cái đám mà ăn năn sám hối đó, quyết định sám hối thật sự á, tụi nó sẽ xử tụi bay đó, tụi nó theo dõi tụi bay đó. Tụi nó di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, cũng như anh hùng chiến sĩ linh thiêng, tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng có quyền năng của Thượng Đế ban cho. Quý ngài di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, quý ngài thấy tụi bay mà tụi bay không thấy quý ngài, tụi bay coi chừng đó. Không chấp hành mà còn hỗn xược với hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại là tụi bay sẽ bị phạt đó, không chậm trễ đó, nghe chưa? Cẩn trọng.
cái việc làm hội đồng lãnh đạo của Việt Nam hiện tại quan trọng lắm, quan trọng đến độ mà các bọn thấy được ngầm á, tụi nó sợ và tụi nó nể nữa. Ít nhất là hơn phân nửa chúng nó khiếp sợ và kính nể, và chúng nó đang tìm cách làm việc lập công chuộc tội, tìm cách cái con mẹ gì nữa, làm đi chứ tìm cách gì nữa. Cái chuyện làm việc lập công chuộc tội thì dễ làm quá mà. Phân phát hồng ân sấm lệnh của Thượng Đế đi kèm với hình ảnh của Ngài, rồi là giúp những người nghèo hèn khốn khó, đói khát, bệnh tật, đau khổ, già nua, thiếu thốn, đói kém, rồi lạnh lẽo. Cái bọn thế lực ngầm giàu có không hết, cũng như những kẻ mà đầu cơ tích trữ giàu có, thì đó là cái việc mà tụi bay cần phải làm để mà làm việc lập công chuộc tội, lập công bồi đức dễ dàng quá mà, đâu có chuyện gì, có gì nữa, có gì đâu mà phải chần chờ. Bởi vậy còn tụi em cái đảng Cộng sản Việt Nam á, tụi bay mà cái đà mà rề rề như vậy thì tụi bay mẹ kể như là không lâu nữa là tụi bay mẹ kể như là sẽ bị xử tội, rồi bị nhốt vào quả ngục chung với thằng Hồ Chí Minh, rồi mà nó quýnh đập tụi bay, nhốt bị nhốt quả ngục và còn bị Hồ Chí Minh á, sếp của tụi bay nó quýnh tụi bay á, nó đập tụi bay ở dưới quả ngục á. Rồi con cháu tụi bay thì bị đuổi ra khỏi biệt phủ hết. Nếu còn sống sót. Tụi bay cũng vậy. Nếu mà tụi bay không nghe lời tao dạy bảo và chấp hành khẩn cấp thì tụi bay sẽ mất hết. Rồi sắp tới đây có đứa thì chết. Nếu mà không chết thì xúc tay gãy gọng và tài sản tụi bay sẽ mất hết. Một mớ thì bị bọn thế gầm nó lường gạt á, nó dụ dỗ chuyển ra nước ngoài thì nó giật hết. Một số tụi bay mà chôn giấu ở dưới lòng đất hay là cất giấu ở đâu đó cũng bị loạn lạc đó, rồi đất sụp rồi kia, rồi nước cuốn rồi các cái cũng mất mẹ hết. Còn nếu mà không mất thì người dân cũng bắt tụi bay phải nộp lại đó, rồi con cháu tụi bay là sẽ bị đuổi ra khỏi biệt phủ. Thượng Đế cho thấy rõ đó, con cháu tụi bay thì khóc lóc trách móc tụi bay đó, tao đã tường trình đầy đủ. Giờ đây mà chưa nghe lời tao dạy bảo mà còn lo cái việc mà tranh quyền lực danh lợi, mà tụi bay có ngu thì ngu gì vừa thôi. Bởi vậy đầu óc của tụi bay là cái đầu tôm đầu tép, nghe không, chứ không phải là cái đầu của con người. Tụi bay biết con tôm con tép cái đầu của nó là có cái gì trong đó, có phân trong đó, chất thải trong đó. Cái óc của tụi bay, cái bọn lãnh đạo Việt Cộng tụi bay á, óc của tụi bay là cái óc đầu tôm đầu tép, chứ không phải là óc con người. Đất nước Việt Nam là bọn thế lực ngầm nó bán từ sau đệ nhị thế chiến đến năm 1975 là nó cho tụi bay, kêu bằng nắm giữ điều hành để hành hạ, để sát hại người dân Việt Nam, để đẩy lùi người dân Việt Nam thụt lùi một thế kỷ, chứ không phải là nửa thế kỷ. Tại vì dân Việt Nam mình là cái gốc của nhân loại, khôn lắm, chịu đựng lắm, và rất hiếu vì đạo, rất là thông minh. Và
mấy đứa em mà ngu xuẩn ở ở nhiều châu á, tụi nó kỳ thị chủng tộc, thấy không? Và tụi nó ganh tị. Bởi vậy sau đệ nhị thế chiến nó mới nghĩ đến cái chuyện mà nó sát hại dân tộc và kêu bằng chiếm đoạt tài sản đất nước Việt Nam. Và tụi bay bọn Việt Cộng, nhất là bọn Bắc Kỳ Cộng, tụi bay là những cái con chốt để mà nó sử dụng. Bởi vì nó gài bẫy tụi bay hết, tụi bay dính chấu hết. Và Thượng Đế ra lệnh bảo tao đương đầu với bọn thế lực ngầm, cái bọn mà bán nước Việt Nam từ địa vị thế chiến. Tao đương đầu với tụi nó bao nhiêu năm nay mà. Bây giờ đây tụi nó biết rõ đó. Tụi nó phải sám hối. Đứa nào không sám hối là kể như sẽ bị nhốt rồi là quả ngục vậy thôi. Dễ hiểu. Và tụi bay cũng thế thôi. Và cái bọn Tàu Cộng tụi bay cũng vậy luôn. Bọn thế lực ngầm nó bán nước Việt Nam cho bọn Tàu Cộng, và bán cho bọn Nga Cộng, và bán cho cái bọn con buôn thế giới. Tụi bay cái bọn Việt Cộng là cái bọn ăn bám xã hội, ăn hại. Tụi bay dốt đặc đích, tụi bay ngu lắm, tụi bay lười biếng, tụi bay xảo trá lọc lừa, chỉ giỏi lường gạt và ní nụn, gian ác và ngu xuẩn. Bây giờ tụi bay không nghe lời Di Lặc Phật Vương, vua Việt Nam dạy bảo, thì tương lai tụi bay sẽ bị nhốt trở lại quả ngục hàng ngàn hàng triệu năm. Con cháu tụi bay, mẹ đứa nào còn sống là sẽ bị đuổi ra khỏi biệt phủ. Tao có mặt Việt Nam mà sớm thì tao có thể căn ngăn được. Tao mà có mặt Việt Nam trễ là kể như là con cháu tụi bay là kể như là bị đuổi ra khỏi biệt phủ hết. Tài sản là nộp lại hết hoặc là mất hết. Lệnh nó ra mà. Tụi bay phải nộp lại tài sản 90%. Còn 10% là tụi bay có thể giữ lại để làm việc lập công chuộc tội. Chứ đừng nói mà tụi bay mẹ vây cánh băng đảng với bọn thế lực ngầm, hay là bọn Tàu Cộng nó hứa hẹn tụi bay, bọn Nga Cộng nó hứa hẹn tụi bay, nghe không? Bọn Lào nó hứa hẹn tụi bay, bọn Triều Tiên thằng ủn nó hứa hẹn tụi bay, hay là cái bọn thế lực ngầm nào mà thế giới tự do quá trớn hứa hẹn tụi bay vô ích. Bởi vì sắp tới đây gia đình tụi nó, cái thân của tụi nó, hồn vía tụi nó, xác vía tụi nó lo ăn không xong nữa. Tụi đâu rảnh đâu mà nghĩ đến tụi bay. Và tụi nó rất khinh tụi bay, cái bọn Bắc Kỳ Cộng, cái bọn Việt Cộng tụi bay á, lãnh đạo các thế giới tụi nó khinh bỉ tụi bay lắm. Bởi vì tụi bay quá ngu. Một đất nước thông minh, dân Việt Nam thì quá chịu đựng, quá tài, quá siêng năng, rất giỏi giắng, nghe không? Một đất nước mà khoáng sản tài sản hằng hà sa số, mà tụi bay phá nát nước Việt Nam hết. Lãnh đạo mà khắp nơi mọi địa cầu bọn thế lực ngầm, thấy không? Rồi bọn mà Nga Cộng, bọn Tàu Cộng, thấy không? Tụi nó khinh bỉ tụi bay lắm. Ngay cả mẹ Lào, Miên mà nó còn khinh bỉ tụi bay á. Thằng Miên đó, với thằng Lào đó, mẹ nó còn khinh bỉ tụi bay đó. Tụi nó sợ mà tụi nó kính nể, nó sợ là sợ người dân Việt Nam mình á. Tổ tiên Việt Nam mình á, nguồn gốc Việt Nam mình á. Chứ còn tụi bay, cái bọn Bắc Kỳ Cộng và cái bọn Nam Kỳ Cộng, cái bọn Mặt trận Giải phóng miền Nam, và nhất là cái bọn Bắc Kỳ Cộng tụi bay, cả thế giới này, lãnh đạo cả thế giới này, chúng nó khinh bỉ tụi bay lắm, tụi bay biết không? Và đất nước Việt Nam chúng ta mà nếu mà không có hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại, thì đất nước Việt Nam chúng ta là mất luôn, xóa sổ bản đồ luôn. Hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại là niềm hy vọng cuối cùng của dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Và cũng là niềm hy vọng cuối cùng cho thế giới nhân loại. Đồng bào nhân loại có nghe rõ không? Tụi em dịch cho nhiều thứ tiếng, dịch cho sát nghĩa. Đừng nói tụi bay mẹ bọn thế lực ngầm lãnh đạo các quốc gia, các cường quốc hống hách. Tụi bay hống hách với ai? Tụi bay hống hách với hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại, do cha trời thượng đế toàn năng lãnh đạo, là tụi bay sẽ bị nhốt trả lời ở quả ngục hàng triệu năm. Mà tao thương tụi bay, tao nói cho tụi bay biết, tao lặp đi lặp lại mày hàng ngàn lần rồi.
Nghe bài nhạc thiên đàng cho nhẹ nhàng đi, tao chú giống pha ly cà phê. Đừng để ơi, tụi nó lì lộn quá, đừng để ơi, con mệt quá, đừng để ơi. Mời đồng bào gọi vào. Thank you.
Và chuẩn bị gọi vào nha. Nhớ copy cho được hình ảnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng có phước lành đi chung, cầu nguyện với Ngài và đồng thời phân phát cho nhiều người được biết. Lãnh đạo các nhà thờ, chùa chiền, am tự cũng như là mấy cái đứa mà tu tại gia rồi là hòa hảo cao đài này kêu được các cái đó, các em phải nghe lời Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương dạy bảo khẩn cấp. Lãnh và cũng như lãnh đạo các nhà thờ, chùa chiền, am tự phải liên lạc với Chúa Gióng danh chính ngôn thuận để mà nhận lãnh sấm lệnh của Thượng Đế và hình ảnh của Thượng Đế để mà để trong tất cả các nhà thờ, chùa chiền, am tự cầu nguyện với Thượng Đế khẩn cấp. Tụi bay đứa nào cãi lệnh Thượng Đế ban ra ngày hôm nay là tụi bay sẽ bị Thượng Đế phạt trong những ngày tháng sắp tới cho đến ngày tận thế. Và sau khi tận thế nữa thì tụi bay những cái đứa mà không nghe lời tạo dạy bảo á, chấp hành sấm lệnh mới của Thượng Đế á, là tụi bay sẽ bị nhốt chung với nhau ở quả ngục. Lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt thì ráng chịu. Chính đừng quả ngục. Ghê rợn khủng khiếp. Rồi mặt mày hồn vía tụi bay mới biến thành quỷ luôn, thay thế cho quỷ ở quán ngục. Và riêng cái bọn mà lãnh đạo của mỗi quốc gia cũng thế, và cái bọn đầu cơ tích trữ giàu có hóng hách kiêu ngạo khắp nơi của địa cầu cũng thế, và cái bọn lãnh đạo các quốc gia cũng thế, và đương nhiên cái bọn lãnh đạo cộng sản, thế giới cộng sản khắp nơi trên mọi địa cầu đã về hưu và đang tại chức cũng sẽ chịu hình phạt chung như vậy, giống như thế. Tao nói tiếng Việt rất rõ và tụi em dịch ra nhiều thứ tiếng, nhớ dịch cho sát nghĩa cho mấy em bọn thế lực ngầm. Tụi nó có người dịch. Và tao biết tụi bay bọn thế lực ngầm theo dõi chương trình kỹ lắm. Và bọn Tàu Cộng, bọn Việt Cộng tụi bay cũng theo dõi chương trình rất kỹ. Và bọn lãnh đạo Thế Giới Tự Do cũng theo dõi chương trình rất kỹ. Và đương nhiên bọn lãnh đạo tôn giáo tụi bay theo dõi chương trình rất kỹ. Đó là Thượng Đế cho tao biết.